Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình hoặc là bữa giờ các bạn xem chùa, các bạn không bấm vào cái nút subscribe phía bên dưới thì hãy cho mình xin một cái nút subscribe từ phía các bạn nhé. Tại vì đấy sẽ là những cái động lực cho mình gọi là rất 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 là nhiều luôn. Và mình cảm ơn các bạn vì đã xem mình đến thời điểm hiện tại. Và không mất thời gian các bạn nữa, tới phần intro thế nào. Let's go baby, let's go. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction của một bài hát mới của Cozy, bài hát tên là Ray Cole. Ray ở đây mình nghĩ chắc là kiểu Dragon á, còn Cole đây là kiểu Cozy. Thì đây là cũng là một cái gợi ý cũng như là một cái suggest từ một bạn tên là Đạt Nguyễn, cũng như là một vài bạn nữa, nhưng mà bạn Đạt Nguyễn gọi là suggest mình rất 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 là nhiều lần ở những cái video trước đấy của mình. Và mình rất là thông qua cái video này thì mình shout out cho Đạt Nguyễn, cảm ơn rất là nhiều. Và cũng như là cảm ơn những cái người mà đã suggest cho mình những cái bài này mà mình không gọi là tiện để nhắc tên. Và cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn các bạn rất 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 là nhiều. Ok, và không mất thời gian của các bạn nữa thì phần đầu này chỉ để mình shout out cho tất cả các bạn thôi. Ok, và nghe nhạc thôi nào, let's go. Và thực ra thì mình cũng vừa mới ngủ dậy luôn. Và đó, các bạn thấy là mình thương các bạn không? Thương và ai luôn. Let's go. Ok, thì thực ra thì cái bài hát này ra cũng được vài ngày rồi. Thực ra nếu mà không... nếu mà mình không thấy được cái comment của bạn Đạt Nguyễn thì chắc là mình không biết là Cozy ra cái bài hát này luôn á. Và cũng như là những cái comment khác của những cái bạn kia nữa. Và qua đây là mình rất là muốn cảm ơn tất cả các bạn. Tại vì cảm thấy là Cozy khá là low key ha. Khi mà ra những cái bài hát mình thấy không có kiểu rầm rộ gì cả. Hiện tại thì cái bài hát này mới có 50 mấy ngàn view thôi. Và hôm nay là ngày mình check lại là ngày 5 tháng 6 rồi. Qua wow, 5 tháng 6 rồi mà mới có năm mấy ngàn view thôi, quá là ít. Nên là các bạn hãy ủng hộ Cozy nhé. Như mình nói ở những cái video trước đấy rồi thì mình cũng đã có làm một vài cái reaction mà trong đó có sự góp mặt của Cozy rồi. Thì mình nói Cozy là một cái rapper rất là tài năng, rất còn đang rất rất là trẻ và rất là tài năng ở thời điểm hiện tại luôn. Sẽ là một trong những cái rapper tiềm năng cho cái thế hệ sau này, những cái thế hệ trẻ sau này. Và mình không biết bài hát này sẽ như thế nào, nhưng mà mình rất là mong là bài này sẽ đỉnh. Tại vì cũng có rất là nhiều bạn suggest cũng như là các bạn Đạt Nguyễn. Bạn Đạt Nguyễn những cái video gần đây bạn lúc nào cũng có comment của bạn là kêu mình làm cái reaction cho cái bài này đi. Và let's go baby, let's go. Và không quên nhắc nhở các bạn cái việc uống nước. Always stay hydrated guys, always stay hydrated. Hãy nhắc nhở những người xung quanh của chúng ta uống nước nữa nha. Let's go baby. Draco. Ôi. Feel à. Let's go baby. Holy shit. Huh? Lướt theo đàn sông, yeah. Sao tay cầu mong, yên sao cho người trông thao thức để mùa đông khi có lướt theo đàn sông, yeah. Và sao đi ngược sông, nhiều khuyết đang ở trong bao mơ ước chưa đạt xong nên tao lướt theo đàn sông, yeah. Sao tay cầu mong, yên sao cho người trông thao thức để mùa đông khi có lướt theo đàn sông, yeah. Và sao đi ngược sông, nhiều khuyết đang ở trong bao mơ ước chưa đạt xong nên tao lướt theo đàn sông, yeah. Chẳng vô sông mà men say. Khoe mà lại thêm cay, cảm giác như là trên mây. Khi mà lên stage, hey. Bay qua nhiều thăng trầm, hey. Rồi tới đây và đóng quân, hey. Không khí lại nóng dần đưa tay cầm sơn lên thật cao như ngọn sóng thần. Tao cần phải chăm lo, đâu chỉ riêng cho vẻ ngoài thơm tho. Nguyên đêm studio nghe chỉ cơn ho, xiên năng là do nghệ thuật và cơm no. Bắt đầu từ không đồng nào, tới khi ánh mắt số đông dồn vào. Mong mà đã dần điểm tiếng và nhã nhặn để mà biết khi nào là lúc cần ổn nào. Dù trời nhà suy hay lạc quan, thì năng lượng nghe luôn tràn lan. Không tốn thời gian, đôi có trên mạng là vì chất xám so phải comment tận nhà. Mình đôi đi trong hàng, với cậu huynh đệ cho ra comment tình nhuệ. Sao cô đàn bà khiến cảm xin mê, khiến ai tình kính nể. Khi nó thấy cái trí tuệ,
vạn văn mà giai điệu vút lên tận mặt trăng. Sao mới đẹp nhau bao giờ cạn bằng, mọi đời tôi thôi đủ suốt hay đỡ dạng dầm. Tôi quan tâm chai nước cho phần nước thêm, quan tâm mày dõi theo và ai đã bước bên. Còn đâu rất tiếc nếu mày cố bắt đêm vì không thể bắt trước từ âm thanh phát lên. Yeah, lướt theo đàn sông. Yeah. Em khúc này hình như là nói về cái vụ mà trước đấy của Pretty Six đúng không? Tạt nước vô camera vậy nè. If you know man. Đúng không? Nếu mình không nhầm. Mình đẹp nhau bao giờ cạn bằng, mọi đời tôi thôi đủ suốt hay đỡ dạng dầm. Tôi quan tâm chai nước cho phần nước thêm, quan tâm mày dõi theo và ai đã bước bên. Còn đâu rất tiếc nếu mày cố bắt đêm vì không thể bắt trước từ âm thanh phát lên. Yeah, nước theo đàn sông. Yeah. Chắc tay cầu mong yên giấc cho người trông thao thức đến mùa đông khi có lẽ thật đàn sông. Yeah. Và gió đi ngược sông, những khuyên đang ở trong bao mơ ước chưa đạt xong nên tao lên từ đàn sông. Yeah. Chắc tay cầu mong yên giấc cho người trông thao thức đến mùa đông khi có lẽ thật đàn sông. Yeah. Let's go. Và gió đi ngược sông, những khuyên đang ở trong bao mơ ước chưa đạt xong nên tao lên từ đàn sông. Yeah. Phải luôn vững tâm dù cuộc để không giữ nguyên màu hồng. Cơn bão đang còn chờ dù hay thích xem cầu vồng. Được nuôi dưỡng qua từng ngày để khi bước ra ngoài lòng. Tự thân thoát nơi buồn lây bằng đôi cánh như loài rồng. Sao bao cuộc vui khi màn đêm phai, không quên lời dặn tao đặt trên vai. Dù đi đâu được yêu cả tự cao sẽ lấy khen như vài năm tay từng phải nghe lời trên vai. Mới gì thằng em trai, bọn tao phải bằng skill vision không riêng bằng gang sai. Xa lưu bắt tay cùng người tài, đánh thép khi lên mai tao rapping cho vùng trend này. Là vì đam mê và tao một đôi, luôn bận đôi tao vọng đang sụp sôi. Nên áo tao phải vương mồ hôi để có rời ngục tối ngâm mình trong hồ bơi. Tân trang và tên hoa ruột. Oh, holy shit. Ai làm con beat này vậy? Các bạn có nghe được mấy cái kiểu holy shit, cái reel căng quá. Khúc này Cozy Sweet Flow nữa nè. Holy shit, what the fuck, come on man, let's go, try go. Tên áo ta phải vương mồ hôi để có rời ngục tối ngâm mình trong hồ bơi. Tân trang và tên hoa ruột tan là khiêm nha. Cho đối thủ nhập tinh hoa và sao với xong ba thằng hù chuyện em đa. Lớp lại trên anh gọi là Frosty. Thứ đó có show nhờ về profit. Bay suốt đêm thâu của my broski. Nhìn phía dưới trên nhau tạo thấy mosh pit. Dòng cầu dây trên đôi hiền ngang. Gọi chiến hữu vì tài lòng biên sang. 808 cho thằng em giữ khoan. Cho ra vào hồi đứng đoạn sông. Chắc tay cầu mong yên giấc cho người trông. Thao thức đêm mùa đông khi có lẽ thật đàn sông. Yeah. Và gió đi ngược sông. Nhiều khuyết đang ở trong bao mơ ước chưa đạt xong. Nên tao lẽ thật đàn sông. Yeah. Chắc tay cầu mong yên giấc cho người trông. Thao thức đêm mùa đông khi có lẽ thật đàn sông. Yeah. Căng quá. Và gió đi ngược sông. Nhiều khuyết đang ở trong bao mơ ước chưa đạt xong. Nên tao lẽ thật đàn sông. Yeah. Damn. Holy fucking shit. Wow, lướt theo đàn rồng, baby, Draco, baby. Để một like thôi nào. Mới có 55.000 lượt view thôi. Beat này ai làm vậy? Master by Patchy. Produced by Gotex. Ok. Holy shit. Damn, wow, wow. Cảm ơn Đạt Nguyễn. Và cảm ơn những cái người mà đã suggest cho mình cái bài hát này nữa. Damn, tại sao một cái bài hát hay như vậy mà không được nhiều người chú ý đến nha. Chỉ mới 55.000 view thôi mà Cozy là một cái thí sinh đã từng đi thi rap Việt và cũng vào được khá là sâu nữa. Đối với mình thì Cozy, như mình nói, mình không hiểu tại sao là Cozy lại low key đến như vậy, kiểu ra bài hát mà không có, dường như là không ai biết luôn, không có quảng bá, không có promo gì cả, và cứ ra kiểu âm thầm lặng lẽ như vậy đó. Và thực sự nó rất là căng và nó rất là hay luôn. Mà những cái bài hát của Cozy mình cảm giác như là bài nào nó cũng có chất lượng cả. Và Cozy, nếu mà các bạn có để ý thì cảm thấy là Cozy rất là gọi là đa năng á. Rap, đây là lần đầu tiên mình nghe Cozy rap trên một cái type beat drill nè. Cozy chơi được autotune nè, Cozy rap thuần được luôn nè, chơi những cái con beat mà kiểu old school cũng được luôn. Và
cái giọng của Cozy thì mình nghe là mình cảm thấy khá là thích đó. Mình không biết các bạn như thế nào nhưng mà cảm giác là cái giọng của Cozy nó rất là trầm, và các bạn biết đấy, khi mà rapper mà sở hữu một cái chất giọng họ trầm á thì mình nghĩ là đa phần khán giả thì sẽ thích, riêng cá nhân mình thì mình sẽ rất rất là thích luôn. Và Cozy khi mà switch qua chơi kiểu auto-tune rồi cái thứ thì nó rất là mượt luôn, kiểu holy shit man, mà quá bị underrated cho một cái bài, một cái sản phẩm mới như thế này. Mình không nghĩ là bị underrated đến như vậy luôn. Và mình nghĩ là nếu mà ai chưa xem qua cái video này hoặc là muốn xem lại cái video này thì mình có để cái đường link ở dưới phía bên dưới, các bạn có thể click vào, ok, và hãy ủng hộ cho Cozy đi, tại vì quá bị underrated luôn á. Holy shit, mới 55.000 lượt view thôi và chỉ có 2.800 lượt like thôi. Thì damn, mình nghĩ là cái bài này được cần được nhiều người biết hơn, và Cozy phải được nhiều người quan tâm tới hơn. Và thông qua đây một lần nữa mình muốn gửi lại cảm ơn lần cuối đến Đạt Nguyễn và những cái bạn trước đấy đã comment kêu mình làm cái bài hát này đi. Cảm ơn tất cả các bạn rất rất là nhiều, ok. Và đấy là một cái buổi sáng của mình, damn, một cái buổi sáng vừa mới thức dậy mình chưa ăn gì luôn á, nhưng mà nghe cái bài hát này xong là mình cảm thấy là wow, rất là sảng khoái, rất là đẹp, một ngày chủ nhật rất là tuyệt vời. Let's go baby. Và chắc là cái video của mình, reaction của mình đến đây thôi, và mình rất là mong là sẽ có ra thêm nhiều cái reaction gọi là gần nhất, gọi là nhanh nhất có thể, ok. Và tại vì mình cũng muốn tương tác về đồ với tất cả các bạn nữa. Và video reaction của mình đến đây thôi, mình chúc các bạn sẽ có được một cái ngày thật là vui vẻ, và mình mong là mình đã đem lại một cái năng lượng thật là tích cực dành cho các bạn, ok. Và như mọi khi hãy nhắc nhở mọi người uống nước nhé, always stay hydrated, và hãy lan tỏa cái năng lượng tích cực của bản thân chúng ta sang cho mọi người, ok. Đến đây thôi, peace and I'm out, bye guys.